Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì hôm nay chị mất tích được 4 hôm rồi, và bên công tác tìm kiếm thì hôm nay là ngày thứ 3, thì đang tìm kiếm nốt xem là hy vọng thấy ở cái ao ở đây không. Đây là thì hôm Việt đã lên quay rồi, thì Việt sẽ bay về cam cái dòng dâm sạt lở bay về trôi về đây, tác hại mất một cái ngôi nhà ở đây và mất tích người như thế nào. Thì, bây giờ Việt sẽ quay hoàn cảnh bên dưới nữa, thì là ngôi nhà ở đây thì chắc chị đến đây thì là trôi, anh chồng trôi dưới kia, nên là bây giờ đang công tác, hy vọng ngày hôm nay là ngày thứ 3 để tìm kiếm sẽ thấy. Còn hiện tại thì là cố gắng tìm kiếm xem thế nào. Hôm nay là tìm kiếm ao yếc thế này, từ cây này đi phát một là nước nó phục bay lên cao mãi, như nó là to cái gì xong là thấy nước là uống rồi, thấy chuồng trâu xuống rồi, cái lán dơm này xuống rồi. Nhìn cái rồng trên kia, nhìn ở ngoài kia nhìn vào kinh khủng thật. Cái hòn đá kia nhá, hòn đá kia nó chắn hết nhá, cái không đó, cái búi cây mai này không đỡ được đâu. Bảo ai bảo cây mai chắc cái gì, do cái hòn đá kia nó chắn nên là quá to. Người bây giờ có lẽ là cho máy để làm. Còn hai con thì chết rồi. Hai con lấp trôi à? Trôi à? Trôi hết. Thế là mệt, từ giờ nó cứ nằm đây nhỉ? Cứ nằm ở chỗ người, cứ thấy nào người đến là nằm không này hay là qua. Thế đàn ngan kia không? Đàn ngan kia cũng mất mấy con, còn sót lại mấy con. Thế là trôi lại là khác đi về à? Nó bị trôi đến đấy là trôi đẩy vào dính ruộng. Thế là khác đi về à? Nó lại về. Nhưng mà bố ấy không? Bố có giờ tỉnh táo gì không? Mất thở máy á? Bao bác hưởng đâu? Thế sợ ống được sáng mà. Cậu đi vừa mới sới thôi. Hai hôm nay cậu nhà tắc đường, nó để xe hết nhà cậu. Thế là phải đi ô tô về. Lên về Hà Giang rồi đi ô tô về để xe máy nhà cậu mà. Thế thôi giờ cố gắng tìm kiếm xem hôm nay được, xong là có đi xem theo suối này, có nghi chỗ nào điểm nào bị sâu thì đấy chỗ là mình giờ mình tìm được cái chỗ là điểm nào sâu nghi thì mình cuốc thử xem nào. Máy đang theo suối, đang đào dưới lên. Đang đào đấy, đào ở dưới. Chắc là cái này cũng lấp đầy chứ nhỉ? Cái suối này. Không, nhưng mà lấp sâu nhất ấy, thì mình nghi chỗ nào là sâu mà chỗ nào nghi thì mình phải cuốc trước. Đấy, vì cái suối không tạt bên này, cái khe này thôi. Cậu nghĩ là cậu đang nghĩ cái khe này giờ tìm từ đây khi rông xuống dưới kia xem thế nào. Đấy, để giờ phải tìm, vì là đào là cũng phải từ từ, vì là bây giờ nó cũng đá nhiều. Đấy, đào từ dưới lên xem nào. Còn đây là ao giờ, hôm nay là hôm qua là đào từ kia sang rồi. Nhưng mà lúc anh Vượng nhìn thấy trôi lên lại nè, bắt đầu mắc nhờ trồng trâu, nhưng mà bắt đầu từ cây nhãn này đi à anh Vượng? Đâu, từ đây này. Anh mới kể thôi chứ còn anh không nhìn thấy, anh còn đang chui lên trên kia còn không kịp với mấy anh em là không nhìn thấy. Cứ khoảng độ tầm này lúc thấy anh cuốn trôi này là không thấy, còn lúc nhà đổ thì biết là nhà đổ thôi. Nhìn thấy mới cái nhà đổ thôi, còn người thì bởi vì cái có nhiều cây cối ở chỗ này là không nhìn thấy cái gì. Không nhìn thấy đâu, rậm chỗ này rậm. Nhà đổ là em nhìn thấy mà. Nhà đổ à? Thế mình đứng lên trên này à? Em nhà bên em chạy lên đấy. Chạy lên đến lúc cái xe máy đỏ kìa thì thấy cái nhà lộn. Kêu nhà lúc đấy kêu to lắm nhỉ? Lúc đấy mới đang mưa to nhỉ? Nó kêu cứ nghe cái tiếng như một trận chiến ấy. Máy bay nó cất cánh. Sợ nhỉ? Thấy cái nhà lộn tủm bắp không thấy đâu luôn, không em còn hô lên hô không biết nhà bác anh dậy chưa. Thế nhà mình ở đây à? Đây này cái nhà. Đây này. Đây là dưới. Em thì sáng em đã lên quan sát rồi. Quan sát thì mình hôm đấy nó mây mù mà. Sáng sớm thấy mỗi một tí chỗ này đỏ đỏ đấy, lại xuống nhà đánh răng rửa mặt xong hơn mọi hôm lại thấy nước nó đỏ hơn. Lại người thấy cái mùi nó lở, lúc sau thì thấy nó hắc hắc. Cây cối nó bùn chỗ em bảo phế bên kia trước. Thôi tầm 8 giờ, 8 giờ hơn đấy. Chưa đến 8 giờ đâu. Thôi tối trời tối đen xì mà lúc ấy mình đi xuống dưới tượng Trời đen xì không nhìn thấy gì. Thì là một lúc sau là em thấy cây cối nó xô xô cây keo này này, em chạy xuống dưới nhà là hô hoán người nhà em chạy lên. Đội trẻ nhỏ là cái chỗ này là nước nó chảy là cực mạnh. Lúc đấy thì anh mới hiểu là cái lượng đất đá tít trên kia nhìn vào kinh khủng. Đây là một cái gọi như anh nhìn cái suối tắm bên kia chưa? Suối tắm rất yên bình đây. Mà giờ thành ấy không? Chỗ nhà anh Vinh ấy. Nhìn anh nhìn thấy cây cối. Anh phải sạt lở kia nó kinh khủng lắm. Ôi rồi lúc cái lượng mưa nó kinh khủng nhà của anh, lượng mưa lúc đấy là trời mưa đen xì luôn. Anh nhìn cái dông này nhá, hai cái đấy là mưa như chút nước luôn. Anh hiểu cái dông, hai cái dông này nhá, là chảy về đây, một cái dông chảy về cái dông khe Phổi Bó chảy về nhà em nhá. Là bây giờ đá chảy gần sang nhà Huệ Đảm, đẩy ra lửa dòng suối. Dòng suối mà dòng suối nhà em là lũ nó to như thế mà nó đẩy ra cao lên vậy mà. Những chỗ này trước làm gì có đá đúng không? Đá nó gọi có nhưng mà đá bình thường thôi. Không được nhiều này, đây là đá dồn về. Nó bằng phẳng chứ làm gì nó đá như thế. Đây như cái bậc ruộng bậc kia. Còn đây là đá để đẩy về. Còn cái đá này ở trên đồi xuống hết. Ở trước ở bên này là cái đường đất bằng đây mà nhỉ. Rồi tạo thành một cái dòng suối ở đây rồi. Chảy ra đây. Đây nhìn đất, khối lượng đất đá khá lớn. Đi về. Đang bay trên kia. Đang bay. Cái thằng cưng này là ốc mà nó để mấy nó cưng đây ngày mình. Cắm lại chia coi luôn. Đấy, đấy. Thì vừa biết bay phải cam lên là theo cái dòng thang nước chảy về chỗ ngôi nhà bị mất tích thì nhìn qua góc nhìn trên cao thì mọi người có thấy rõ, nhìn cái vết cào xé như là một quả đồi tan hoang sợ thật mọi người ạ. Xuống đất đá rộn quá nhiều xuống để đấy, mong sao ngày hôm nay bên đội cứu hộ có thể tìm thấy được chị đấy. Hôm nay là ngày thứ 3 bên đội cứu hộ tìm kiếm. Hiện tại thì ngày thứ 4 mất tích. Tại máy quốc đang có cái ao này để tìm kiếm chị đấy. Mong là sẽ thấy mọi người ạ. Thì hiện tại cái ao này là khá là đây, toàn là đống đá, toàn là đá không một tí đất nào nhỉ. Thì vừa biết bay phải cam lên là theo cái dòng thang nước chảy về chỗ ngôi nhà bị mất tích thì nhìn qua góc nhìn trên cao thì mọi người có thấy rõ, nhìn cái vết cào xé như là một quả đồi tan hoang sợ thật mọi người ạ. Xuống đất đá rộn quá nhiều xuống để đấy, mong sao ngày hôm nay bên đội cứu hộ có thể tìm thấy được chị đấy. Hôm nay là ngày thứ 3 bên đội cứu hộ tìm kiếm. Hiện tại thì ngày thứ 4 mất tích. nên là tìm không phải người hiện tại đang bới ở đây xem là có ở đây không. Kêu nhiều không bơm mới. Xem dễ rửa. Áo hoa. Để xem là hy vọng là nó mắc vào cái lưới này nhỉ. Mong đấy. À, không phải áo hoa. Thế nhưng mà mặc hôm đấy mặc là mặc áo đây không? Đấy. Đấy không biết hôm đấy có mặc áo này không? Dạ, giặt đi, giặt sạch đi. Giặt sạch đi xong là không như giặt sạch đi để phơi lên. Đang chạy trên này. Bà con hiện tại đang ở tạm ở cái quả đồi này mọi ạ. Bạt là bạt ở trên này. Thì xe máy khiêng ra đây rồi. Xe máy à? Máy móc. Lợn này về chỗ nhà ở rồi nhỉ? Lợn tự về. Thôi cứ xem thời tiết như nào đấy. Dọn về chứ chưa giờ mình dọn nhà cửa cho sạch sẽ không. Đây. Gỗ má mùa màng vừa thu hoạch về được tí nó ngâm hết xuống nước thì năm nay thiên tai không biết nói thế nào. Các cái hộ mình ở trên này hết à? Trên kia ai ở trên cao thế? Mỗi hai ba hộ cùng nhau một lán thôi. Ôi trời, nhìn thế này mới tan hoang nhỉ. Đang đi lấy củi à? Chỗ kia đang lấy vớt củi. À cái đường bê tông đi lên đây mà nhỉ? Đấy, đường bê tông đi đây. Đấy, đường bê tông bây giờ chỗ nhà kia là bay mất đường bê tông à? Đường bê tông bay theo ao. Đây mấy cái nán nhà. Nó chặn cái dòng kia xong rồi nó mới bắn sang đây. Cái dòng bên này. Nhà mình thì gọi là dọn về ở được, chỗ này vẫn ở được không? Bây giờ dọn về rồi. Nhà bên kia mới sợ kìa, nhà kia thì không. Nhà kia là người ta không cho ở đâu. Bỏ rồi, nhà kia là bỏ rồi. Bỏ. Cái nhà này giờ dọn. Nhà đấy cũng không cho ở đâu. Không ở được vì là cái dòng kia chạy thẳng vào cái dông đấy. Nhà bên kia, nhà kia trên núi kia đó cũng không cho ở. Nhìn vết lứt nó vẫn đang ghê. Thế là cái chỗ này này, cái quả đồi này này. Cái quả này ngay đấy. Quả đồi này vẫn thấy nó sạt bên trong nhiều lắm. Nhìn trên kia nó sạt tới trên kia nhìn xuống kinh khủng. Trên đỉnh. Hôm đấy chú sợ không? Hôm đấy ban ngày tỉnh rồi chú nhỉ? Đây ban ngày thì còn đỡ nhỉ? Sợ mấy. Nếu mà ban đêm thì thôi. Ban đêm thì là không biết đường nào mà chạy. Đấy, bà con là làm những cái lán ở đây để trú tạm. Để trú tạm thôi ạ. Đấy, mỗi người một cái lều này để ở. Tạm trên cái quả đồi này. Lúc kia sạt. Lúc ấy cháu nhìn cái nước nó mênh mông thật. Sợ thật nước. Lúc đấy là chú chạy lên đây là mang hết đồ lên không? Nói chung là cũng mang được lên một phần lớn. Lúc đấy là nước nó chưa vào nhà mình nó chạy được gì? Lúc đấy nước vừa vào nhà rồi. À vào nhà rồi đấy. Châu bò chạy được cái gì? Châu bò thì thả châu bò thì bà mới phải trôi ra tận đây. À bà trôi ra đây à? Thế người có đau không? Người thì xếp sát. Vâng. Nhìn cái ao này giờ thành cái ao ngày trước là cháu nhớ là cái ao này to lắm nhá. Cái ao to mà. Giờ thành bao nhiêu đất đá xuống rồi. Đất đá cát. Còn san hết những cái nhà kia nhỉ? May là vỡ trước rồi nhỉ? Không khi nó lấp đầy rồi xong bắt đầu là nó tràn qua kia xong nó xói mòn đấy nó vỡ. Đấy, bà con ở trên này. Thì vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, mong là ngày hôm nay sẽ thấy.